Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá đất Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít sáng hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá mít cũng ít biến động, và hiện nay giá mít vẫn còn đang ở mức giá rất là thấp nha quý bà con. Ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng 1 ký. Khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Trà Vinh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Long An thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 3.000 đồng 1 ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, với khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn khu vực Bình Phước thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.500 đồng 1 ký. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng 1 ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.000 đến 2.500 đồng 1 ký.